Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được ạ. Đó chính là chiếc xe Mazda 2, chiếc xe ở phân khúc hạng B, sedan. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Honda thì có chiếc xe City, ở Toyota thì có chiếc xe Vios cùng phân khúc hạng B, sedan thì quý vị bạn biết rồi đấy ạ. Ở Hà Nội mình thì hay sử dụng những chiếc xe Vios làm xe chạy taxi, chạy dịch vụ. Nhưng ở Sài Gòn thì lại chủ yếu là dùng những chiếc xe City. Và đặc biệt nữa là bây giờ lại sử dụng rất là nhiều những chiếc xe Mazda 2 này là chạy dịch vụ quý bạn nhé. Đưa đón khách sân bay đấy ạ. Tại vì chiếc xe Mazda 2 này với động cơ dung tích đều là 1.5. Nhưng mà ở phân khúc ở chiếc xe Mazda 2 này rất tiết kiệm nhiên liệu quý bạn ạ. Đấy, cho nên là trong Sài Gòn là rất là nhiều xe chạy taxi, chạy dịch vụ đưa đón khách sân bay. Và chiếc xe này được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chúng tôi cam kết là không chạy dịch vụ, không chạy taxi nhé. Chiếc xe này là chúng tôi mua được của một bạn ca sĩ, nữ ca sĩ quý bạn nhé. Và chiếc xe này lăn bánh được 2.7 chuẩn km ạ. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, không tua. Tại vì sao là chúng tôi phải cam kết là chuẩn và chúng tôi lại không tua? Vì chiếc xe này còn bảo hành tại hãng ạ. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Lát nữa thì tôi cho quý bạn xem là cái sổ bảo hành ạ. Và còn full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng nhé. Chiếc xe này được sản xuất tại Thái Lan và sản xuất cuối năm 2019, nhập khẩu về Việt Nam là năm 2020, đăng ký tháng 3 năm 2020 ạ. Tôi đoán chắc là chiếc xe này là một món quà tặng quý bạn ạ. Đấy, chiếc xe được đăng ký vào ngày 8 tháng 3 năm 2020 á, phiên bản 1.5, sản xuất tại Thái Lan, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Cam kết với quý vị và các bạn full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng và 2.7 chuẩn quý bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 506 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Quý vị và các bạn chỉ việc trả 30% giá trị của chiếc xe này là quý vị bạn có thể lấy được chiếc xe này về để đi rồi. Đấy. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 2 phiên bản Luxury 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 2 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng ký lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 2 phiên bản Luxury 2020 đã lăn bánh được 2.7 km, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Oh.